Chào các bác nhá. Em test bộ PS4 Slim Hack. Con này firmware 5.05 cho bác Đại ở Thạch Thất Hà Nội nhá. Cái bộ này thì là ổ cứng 500GB thôi, nhưng mà bác nâng cấp lên 1T thì em đã nâng cấp rồi nhá. Kèm hai tay này. Đấy, hai tay nhá. Hai tay còn khá là đẹp luôn. Tem bảo hành của em này. Dây thì có dây nguồn này. Dây HDMI bác không lấy nên là bù thêm một cái dây sạc nữa. Đây cái dây sạc của tay. Đây đó là dây sạc của tay. Đây, cắm vào đây thì mặt tay là hết pin. Sau là cái đầu này sẽ cắm vào cái cổng USB ở trên máy ấy. Hoặc là cắm một cục sạc điện thoại được nhé. Kết bố nó cho sạc qua điện thoại. Qua cục sạc điện thoại. Đấy, máy đây còn khá đẹp. Vỏ còn khá đẹp luôn. Nó vệ sinh sạch sẽ rồi. Có một cái vết này chắc là do vận chuyển không? Không sao đấy. Đây. Em vẫn còn zin luôn, em voi vẫn còn zin, chưa sửa chữa gì cả. Đó. Đây là, em hướng dẫn bác cách kết nối và sử dụng nhá. Ở trước này có hai phím này, phím to là phím bật nguồn này, phím nhỏ là phím ra đĩa này. Khe nhét đĩa của nó đây. Máy hack nhưng mà vẫn chơi được đĩa, nhét đĩa mua đĩa bản quyền nó vẫn chơi được. Có hai cổng USB đây. Cắm sạc vào tay và ổ cứng gắn ngoài. Các nguồn ở đằng sau này, các nguồn này, AUX mình không dùng này, HDMI này, cổng mạng này. Mạng này mình không dùng nha, máy hack này không kết nối mạng đâu nha, kết nối mạng là nó update lên firmware mới là nó mất hack. Còn lại firmware 5.05 rất là cũ, cho nên là bác nên giữ lại, cố gắng mà giữ lại, hiếm lắm, không quen được. Bật máy, bật bắt cách, bật hack. Đây, bật máy thì bấm phím nguồn này. Hoặc là bấm phím PS trên tay này. Đấy, máy nó sẽ tự bật. Đây là kết nối với máy rồi. Nó tự bật rồi. Đây có hai tay thì em hướng dẫn cách kết nối tay hai. Đây máy đây. Sâu thông tin của máy trước nhá. Lên này. Chọn phần cài đặt này. O là chọn nhá, còn X là back nhá. Đấy, nhưng cái firmware cũ này thì mình không đổi được cái phím. Đấy, O là chọn này. Đầu tiên là hệ thống này. Thông tin hệ thống này. Đấy, firmware của nó 5.05. Firmware này rất ổn luôn, bật hack rất ổn luôn. Đó, tải về tự động đấy, tắt hết đi. Cái này nó không tự động thì chẳng may cắm mạng là nó có bản update mới là nó cập nhật đấy. Này tắt hết đi, tắt chức năng tự động update. Đấy là cái hệ thống nhá, firmware nhá. Bộ nhớ đây, ổ cứng đây, ổ cứng lên 1T rồi, mặc định của nó 500GB thôi, bây giờ lên 1T rồi. Đấy, còn chống một ít thôi. Full net đầu rồi. Mạng không kết nối nha, nhắc lại bác, mạng không kết nối. Rồi, bác ra ngoài bấm phím PS. Đấy, game thì cài theo yêu cầu của bác này. Có PS 21, PS 20 thì không cài được. Một là chỉ cài PS 21 thôi, hai là PS 20. Hai cái nó không cài chung được, vì nó là cái bản mod của 2018 lên. Đấy, cài cái nọ thì thôi cái kia. Đấy, PS 21 và một số game nữa theo yêu cầu của bác này. Đây là dòng đen này, nhện này, vật nha này, có cái cua này, Tam Quốc này, Dragon Ball này, Derimay, với cả cái game bắn súng này. Đấy, ok chưa? Đấy thì khi mà chưa bật hack ấy, thì máy nó sẽ có, game nó sẽ còn khóa này, mình bấm vào mình sẽ không chơi được đâu. Đấy, nó sẽ yêu cầu cập nhật, mình sẽ bấm hủy đi nhé, mình sẽ cập nhật nhé, bấm hủy. Tại vì chưa bật hack nên nó sẽ hỏi đấy. Đấy, bây giờ mình thử bật hack đã. Đấy, bật hack thì vào đây, chỉnh sửa internet này, bấm on vào, không cần kết nối mạng nha, nó tự nó load lên cái trang hack.
ở đây mở một kê đấy, thì rất là thành công, rất là nhanh, mở thách rất nhanh luôn. Đấy, nó báo ra cái pop-up là thành công này. Đấy, nó có hình cái logo của cái PS này là thành công luôn. Đó, sau đó thì bấm phí PS để ra ngoài chơi game. Rồi một lúc nữa nó sẽ mất hết các khóa này nha, nhưng mà bây giờ bấm vào là được rồi, không cần đợi mất khóa đâu. Đó, nó sẽ không hỏi nữa, được chưa? Nó sẽ không hỏi update mà không quen như vừa nãy đâu. Red Dead, game này game cũng là game bắn súng, vừa bắn súng vừa nhập vai nhỉ. Thoát game giữ lì đây, giữ lì hình vẽ này nhé, xong rồi chọn đóng ứng dụng. Ok, đấy game bây giờ nó mất hết khóa rồi này, được chưa? Một quốc này, một tam quốc này. Đây, nó yêu cầu tạo một cái save data, ok, chọn yes. Book out, create, save, yes. À, đây là x để chọn, mình cứ bấm off. Trong game là x để chọn. PS21 đây, PS21 Việt hóa nhá, có bình luận tiếng Việt nhưng chưa có chuyển nhượng đâu, chưa có update chuyển nhượng đâu, bác về bác tự chuyển nhượng bằng tay thôi. Một số cái cầu thủ đấy, Ronaldo hay Messi đấy, tự chuyển nhượng bằng tay thôi, chưa có bản cập nhật cho bản này đâu. The Last of Web. À, đường đen này. Chỉ vào để mua vào mấy game đây nhé, vào mua game mất thời gian. GTA này,
I don't know, còn lại. Bây giờ kết nối tay 2, hướng dẫn bạn kết nối tay 2 nhá. Giờ bạn bật tay 2 lên. Bật lên thì nó sẽ hỏi là kết nối đến user nào. Đấy, ok chưa? Thì bác chọn sang user là tay 2. Đấy, thì hai tay nó sẽ kết nối với máy. Còn nếu mà bác chọn user 1 này, do cái tay 1 đang kết nối user 1 này mà mình tay 2 cũng chọn đấy thì tay 1 nó sẽ bị mất kết nối đi. Đấy, cho nên là mình phải chọn tay 2 khác user đi. Đấy, thì hai tay nó sẽ kết nối với máy cùng một lúc. Mỗi tay một màu. Tay 2 sẽ là màu đen, màu đỏ. Rồi, ok chưa? Đấy, cách bật hack rất dễ. Đấy, khóa bây giờ nó mất rồi. Lúc nó mất khóa rồi. Rồi, tắt máy. Lên chọn nguồn này. Tùy chọn nguồn này. Đấy, tắt nguồn. Đấy là quy trình tắt máy nhé. Không rút điện đột ngột nhé. Điện đột ngột là sao mắng hỏng này. Đấy, cái này cũng không cần để chế độ nghỉ nữa. Tại vì bật hack nó quá dễ rồi. Máy bật hack khó thì người ta mới để chế độ nghỉ. Lần sau bật máy trở lại thì không cần bật hack. Nhưng máy này bật hack dễ, tích phát là mấy giây là xong. Khởi động lại cũng phải bật lại hack nhá. Rồi tắt máy này. Đấy, em ship cái bộ này cho bác Đại nhá. Slim hack firmware 5.05 rất hiếm luôn nhá. Hai ổ cứng 1T và hai tay, quá đầy đủ. Bạn nào có nhu cầu thì comment dưới video nhé, hoặc là inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video giúp em. Các bác nhớ ủng hộ kênh của em nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.